Phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan. Phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan hôm nay 14 tháng 8 và dự kiến có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Theo Viện Mỹ tại Đài Loan, phái đoàn gồm 5 nghị sĩ, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Ed Markey đã tới Đài Loan hôm nay 14 tháng 8. Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết phái đoàn sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vào sáng 15 tháng 8. Đặc biệt vào thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, việc nghị sĩ Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan. Thông báo của Viện Mỹ tại Đài Loan cho biết. Chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan từ ngày 2 đến 3 tháng 8. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm hòn đảo trong 25 năm qua. Bắc Kinh coi chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan là hành động khiêu khích mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng chuyến thăm của bà Pelosi 100% phù hợp với nguyên tắc một Trung Quốc, không phải là động thái vi phạm chủ quyền. Thưa quý vị, tình trạng khai thác vàng trái phép tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trong thời gian gần đây hoạt động rầm rộ, nhộn nhịp và công khai. Các đối tượng vàng tặc đã ngang nhiên dựng lán trại, đưa máy nổ phát điện, máy hơi, máy khoai, máy nghiền vào các địa điểm khai thác ngay trong lòng rừng phòng hộ để tổ chức đào hầm, khoét núi tìm kiếm vàng. Khu vực khai thác vàng giống như một đại công trường khi có tới hàng trăm người tham gia. Sau nhiều giờ đồng hồ đi xe máy, lội suối đi bộ, phóng viên mới tiếp cận được điểm khai thác vàng trái phép thuộc bản Nậm Xuồng, xã Vàng San, huyện Mường Tè, ở vị trí đỉnh núi đầu nguồn rừng phòng hộ. Phóng viên chứng kiến các phu vàng tấp nập khai thác, vận chuyển quặng vàng ra từ đường hầm sâu khoảng 200 mét. Tại đây, một số đối tượng khi thấy người lạ đã lao ra cản trở tác nghiệp. Có đối tượng thì chạy lên núi lảng tránh. Đường hầm đào vàng này dài sâu vô trong tận 200 mét. Và đường hầm này ở tại bản Nậm Xuồng, xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Thì ở trong cái đường hầm này là đầy đủ hệ thống điện, bóng sáng choang. Khi phóng viên đến thì phóng viên bắt quả tang như thế, và sau một hồi thì họ đã tắt hết các hệ thống điện. Ở xung quanh thì toàn bộ là hệ thống máy móc như máy nổ, các hệ thống bơm nước, rồi các ống nước để các vật dụng để làm vàng, và làm vàng rất công khai như ban ngày. Đây là điểm khai thác vàng nẹp trái phép tồn tại hơn 10 năm nay, do những đối tượng làm vàng chuyên nghiệp ở nơi khác đến thuê lao động và tổ chức hoạt động bài bản. Tại hiện trường, nhóm vàng tặc sử dụng máy nổ để phát điện. Máy hơi được đặt gần một hầm khai thác sâu vào lòng đất gần 200 mét. Khu lán trại nơi đây được dựng ngay cạnh hầm để phục vụ cho hoạt động khai thác vàng. Quặng vàng được khai thác từ hầm, vận chuyển ra bãi tập kết, cho vào máy nghiền nhỏ, sau đó cho thủy ngân vào máng lọc, rồi đổ quặng và nước chảy qua máng. Vàng sẽ được thu lại ở thảm lọc dưới đáy máng. Ở đây họ trả công cao không? Thâu thù à? Bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu, thế thì mình làm ở trong hầm này à? Nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Đấy, bình thường thôi mà. Ở trên mình có mỗi mình hay có ai xuống nữa không? Trên đấy? Trên đây có vào ba người, nó cũng mình bốn người, nó về chút nó đi về hết rồi. Còn đây là đại công trường khai thác vàng trái phép tại khu vực Nậm Khá, nằm sâu trong rừng phòng hộ thuộc xã biên giới Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Để đến được khu vực này, phóng viên đã phải thuê xuồng và xe máy, đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ đường sông và đường mòn treo leo hết sức nguy hiểm. Tại đây có khoảng 200 người dân và những đối tượng khai thác vàng chuyên nghiệp. Hơn 50 lán che bạt đã được dựng để phục vụ cho hoạt động khai thác vàng. Chung quanh hồ núi bị đào bới nham nhở. Nhiều hầm được đào thẳng xuống lòng đất và khoét sâu vào núi. Chỉ làm được cuốc thế này thôi. Cuốc này à? Cuốc xong là mình nghiền hay là... Mình đái kiểu gì? Đây vài cái, đây cái này. Xong làm thế này xong nó ở dưới này, ý ở dưới này rồi. Ở đây bà con làm được nhiều cho có người được nhiều chưa? Không biết, con người thì cũng được mấy chục triệu thế này. Có người thì được, cả tháng cũng có người thì cũng không được mà 2 triệu cũng có. Tại điểm khai thác vàng nẹp ở Nậm Khá,
rất nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ đến đây. Mỗi lán trại sẽ được ở theo gia đình hoặc anh em từ 6 đến hơn 10 người, ăn ở tại chỗ hàng tuần hàng tháng. Trong đó cũng có cả người chủ đứng ra tổ chức thuê nhiều lao động dựng lán, nắp máy nổ quét núi, nghiền đá, dẫn nước về lọc máng, dùng thủy ngân để thu vàng. Điều đặc biệt tại bãi vàng Nậm Khá này còn có cả những tiệm tạp hóa để bán cho những người đào vàng ở đây vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Vâng, điều đáng nói là các điểm khai thác vàng trái phép tại huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu thì đã diễn ra trong một thời gian dài và hoạt động công khai, thậm chí sôi động mà không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Và từ việc khai thác vàng trái phép như vậy thì hệ lụy của nó như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong phần tiếp theo của truyền hình thông tấn. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm đón xem. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, trước thông tin phản ánh về việc một số bệnh viện thiếu hụt nguồn cung ứng thuốc chứa hoạt chất protamin sulfat dùng trong phẫu thuật tim mạch, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở nhập khẩu thuốc nhanh chóng lập hồ sơ đơn hàng nhập khẩu thuốc protamin sulfat theo đúng quy định để có thể sớm nhập khẩu về Việt Nam. Theo Cục Quản lý Dược, protamin sulfat thuộc danh mục thuốc hiếm nên được ưu tiên trong việc xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành. Tuy nhiên đến nay chưa có cơ sở nào nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam với thuốc chứa hoạt chất protamin sulfat. Cục yêu cầu các đơn vị trước ngày 20 tháng 8 phải báo cáo khả năng nhập khẩu loại thuốc hiếm này. Theo thông tin từ các cơ sở nhập khẩu, mặc dù số lượng thuốc protamin sulfat đã được cấp phép nhập khẩu theo đúng số lượng dự trù từ các bệnh viện có nhu cầu, tuy nhiên thì số lượng thuốc nhập khẩu vào Việt Nam sắp tới vẫn có thể bị thiếu do nhu cầu tăng hơn so với số lượng dự trù hiện tại. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Bệnh viện Nhiệt đới chịu trách nhiệm mà chuẩn bị nguồn nhân lực, quản lý và chuyên môn để sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến số 3, 3 tầng số 13 trước khi có yêu cầu. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xây dựng các tình huống tương ứng với các kịch bản về số ca nặng cần thu dung điều trị tại Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 13. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố chủ động rà soát nguồn nhân lực, nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân để sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến theo chiều hướng xấu.